muốn sống hay muốn chết? Em muốn sống ạ. Muốn sống thì biết phải làm gì chưa? Dạ đây ạ, em tiền không có, em chỉ có mỗi tấm thân ngàn vàng này thôi. Ôi dồi ôi, thế thì chị càng cần phải có người bảo vệ. Em xin giới thiệu với chị với giảm giá của dịch vụ thuê vị trí hàng ngày bên em. Rất mong chị sẽ thử dịch vụ với chị. Cảm ơn chị.